Tiểu sử diễn viên Kim Oanh. Kim Oanh là một trong những gương mặt rất quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô được khán giả biết đến qua các vai diễn Đành Đá, Chu Ngoa. Kim Oanh nổi tiếng là nữ diễn viên chuyên vào vai phản diện. Thế nên, Kim Oanh khiến nhiều khán giả phẫn nộ và ném đá khi xem phim. Diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh có tên đầy đủ là Đào Kim Oanh. Cô sinh năm 1975 tại Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương. Cô là nữ diễn viên người Việt Nam rất được yêu mến và được ném đá. Cô được biết đến qua các phim như Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài và Ma làng. Kim Oanh được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ cô trước kia là một diễn viên chèo. Ngay từ nhỏ, cô đã được tiếp xúc nhiều với sân khấu và điều đó đã gieo mầm cho cô ước mơ trở thành một diễn viên. Cô từng học khóa diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1995, ra trường và làm việc tại nhà hát tuổi trẻ. Từ năm 2007 đến nay, cô làm biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam, phòng sân khấu, ban văn nghệ. Và hiện cô theo học khoa đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Năm 2000, Sóng ở đáy sông từng là bộ phim làm mưa làm gió ở thời điểm đó. Trong phim, Kim Oanh đảm nhận vai diễn Mây, vợ anh Núi do Xuân Bắc đóng. Mây thuộc tuyến nhân vật phản diện và có tính cách đành đá, chua ngoa hay ghen tuông. Dù bị khán giả ghét cay ghét đắng, nhưng nhân vật này vẫn để lại nhiều ấn tượng. Sau những thành công của Sóng ở đáy sông, Kim Oanh còn tham gia nhiều bộ phim khác như Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Những giấc mơ dài, Cầu vồng tình yêu. Nhìn chung, cô thường được mời vào những vai phản diện, thậm chí còn được mệnh danh là bà trùm vai ác. Nhân vật Mợ Linh do Kim Oanh đảm nhận trong phim Đừng bắt em phải quên cũng khiến nhiều khán giả bức xúc vì đây là một tiểu tam đáng ghét nhất nhì màn ảnh Việt Nam. Ngoài làm diễn viên thì Kim Oanh còn là một biên tập viên cho đài truyền hình VTV. Ngoài ra, cô còn là giảng viên đào tạo diễn xuất tại trường sân khấu điện ảnh. Năm 2012, qua những nỗ lực cũng như sự cống hiến cho nghệ thuật ở nhà hát tuổi trẻ, cô vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2013, nhờ vào dựng vở kịch lên phòng sân khấu Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, cô được nhận giải thưởng liên hoan truyền hình toàn quốc. Mặc dù cô có một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, nhưng nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh vẫn khiến khán giả phải tâm phục khẩu phục vì lần tái xuất đầy ấn tượng của mình trong bộ phim Đừng bắt em phải quên. Vẫn là cô Mây với đôi mắt sắc lẹm đi kèm với nụ cười bán nước hại dân như thuở nào. Nhưng thần thái của cô Mây nay đã vọt lên một tầm cao mới. Khán giả khi hay tin nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh tái xuất trong bộ phim truyền hình Đừng bắt em phải quên thì ngay đã lập tức đoán ra rằng đó sẽ tiếp tục là một vai diễn phản diện ác như con gà ác của cô. Tuy khán giả đã đoán đúng phần nào, song có lẽ trong số chúng ta cũng đều phải bất ngờ vì độ ác của nhân vật trong bộ phim lần này được nữ diễn viên đưa lên hàng nghệ thuật. Vốn nổi tiếng với những vai diễn không thể yêu thương nổi, Kim Oanh đã để lại rất ấn tượng trong lòng người xem bởi lối diễn xuất tự nhiên, sống động và có hồn. Mặc dù trở lại với phim truyền hình sau một thời gian dài vắng bóng, song Kim Oanh vẫn tiếp tục khiến cho khán giả nhìn là thấy ghét khi đảm nhiệm nhân vật Mai Hoa chua ngoa trong Chiều ngang qua phố cũ. Nếu như trong phim Kim Oanh khiến khán giả chỉ nhìn thôi thì đã ghét, thì ở ngoài đời chị là người hài hước, vui vẻ, sống biết điều và thường được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến, rủ rê, tụ tập ăn uống. Chị cũng rất được lòng các lớp đàn em kế cận vì sự tận tâm truyền dạy khi làm huấn luyện viên trong chương trình Đường tới Cầu Vồng năm 2021. Không chỉ giỏi với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Kim Oanh còn được đánh giá là một trong những diễn viên sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và hiện đại. Ở tuổi 47, nữ nghệ sĩ vẫn khiến cho mọi người trầm trồ bởi vóc dáng quyến rũ, săn chắc, không chút mỡ thừa. Bí quyết giúp chị giữ thân hình cân đối, khỏe khoắn là chăm chỉ luyện tập thể thao.
Hiện tại, dù không còn hoạt động sôi nổi như trước đây, nhưng mỗi khi nhắc đến Kim Oanh là khán giả nghĩ đến cô nàng truyền đóng những vai chua ngoa, ngang ngược với đôi mắt sắc như gươm trong Katana Nhật Bản. Vốn là người sống kín tiếng, từ trước đến nay cũng không ai biết được danh tính của chồng của cô là ai, chỉ biết chồng cô làm việc tại đài truyền hình Việt Nam. Và cũng không ai biết được Kim Oanh kết hôn vào năm nào, và cho đến hiện tại thì Kim Oanh đã ly hôn chồng vào lúc nào cũng không ai biết. Chỉ biết rằng trong một buổi phỏng vấn, Kim Oanh đã từng có chia sẻ: "Tôi thích sống độc thân và rất hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi tự nhận mình là người vô trách nhiệm và thích sống cho tự do thay vì phải gò bó trong gia đình." Nói thêm lý do vẫn lẻ bóng ở tuổi U50, Kim Oanh tiết lộ: "Chỉ sợ cảnh người vợ luôn phải lo hết việc nhà, từ nấu cơm, rửa bát đến chăm sóc con cái mà không nhận được sự chia sẻ. Điều này khiến cho những mâu thuẫn nhỏ nhặt xuất hiện và tích tụ khiến hôn nhân rạn nứt. Với chị, cuộc sống thực sự vui vẻ là khi không phải lo lắng những chuyện như chồng đi ngoại tình, con vướng vào tệ nạn xã hội hay phải định hướng nghề nghiệp cho chúng." Nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh được nhận xét là người luôn mang đến cho những người xung quanh nguồn năng lượng tích cực. Nữ nghệ sĩ luôn toát ra vẻ rạng rỡ, lạc quan mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Cô quan niệm rằng là phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và độc lập, ắt có người yêu mến và trân trọng. Diễn viên Kim Oanh và vụ lùm xùm với vợ Xuân Bắc. Vốn xinh đẹp, giỏi giang, nhưng Kim Oanh cũng không tránh khỏi những lùm xùm không đáng có. Cô từng bị vợ của Xuân Bắc chửi là khốn nạn khi có những hành động gần gũi với Xuân Bắc. Cụ thể là Kim Oanh đã có những hành động vượt quá mức đồng nghiệp với Xuân Bắc. Vụ việc trở nên căng thẳng và thậm chí còn tính đến chuyện kiện tụng. Cả hai bên đều lời qua tiếng lại trên mạng xã hội Facebook. Vụ việc sau đó cũng dần dần được ổn thỏa và chìm vào dĩ vãng. Nhưng dù vậy thì sau này Kim Oanh cũng để lại nhiều điều tiếng không hay về mình. Cô nữ diễn viên vướng nhiều thị phi trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sự nghiệp và cuộc sống của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh cũng vướng đầy thị phi như chính những vai diễn của cô. Gần đây nhất khi xuất hiện trong game show Gương Mặt Thân Quen với vị trí ban giám khảo, nữ diễn viên đã nhận về không ít gạch đá từ cư dân mạng. Người ném đá vì cho rằng cô không đủ khả năng ở kèo trên với các nghệ sĩ. Người lại chỉ trích vì nữ diễn viên quá thẳng thắn đến mức vô duyên trên sóng truyền hình. Mới đây, dư luận đã lên tiếng không đồng tình với những phát ngôn của nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Kim Oanh khi lên tiếng bênh vực đồng nghiệp. Trước những ồn ào liên quan đến những đồng nghiệp khi bị báo chí nước ngoài và cả trong nước đưa tin, hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi bị bắt do bị tố cáo cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi. Nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Kim Oanh đã lên tiếng bênh vực. Cô viết: "Trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại, và trong vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa. Và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm là chỉ chấp nhận sự thật. Đó là cách mà chúng ta tồn tại. Tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo trong một thế giới không hoàn hảo. Vậy nên tôi bênh các bạn tôi đấy, tôi bênh đồng nghiệp của tôi đấy. Thì sao? Các bạn làm đúng tôi cũng bênh, làm sai tôi cũng bênh, bênh ngu tôi cũng bênh đấy. Bởi vì trong cuộc đời ai chả có sai lầm. Bởi vì tôi muốn các bạn tôi có nơi để về, còn có các bạn ở bên, còn cảm thấy ấm áp. Tôi thế đấy, thì sao? Vì với tôi họ là bạn, là đồng nghiệp của tôi. Ok, ok, ok." Trước đó, nữ nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Kim Oanh còn viết những dòng như sau: "Hổ báo xa cơ còn không nhờ chó mèo phân xử. Mọi người đang nghĩ gì thế? Ha ha ha. Nghĩ vừa thôi nha, chửi vừa thôi nha. Đừng tự nghĩ bản thân mình hèn mọn thế chứ. Buồn cười nhất là rất nhiều người hỏi ai là hổ báo và ai là chó mèo. Cà cà cà. Dừng đi, kệ người ta. Các anh, các chị không ưa em thì làm ơn bỏ follow giúp em nhé. Em đội ơn các anh chị ạ." Việc nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Kim Oanh lên tiếng giữa tầm bão của đồng nghiệp đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt. Phần lớn khán giả cho rằng viết với giọng điệu lớn tiếng và thách thức như Kim Oanh có vẻ không phù hợp. Nhiều khán giả khác cũng nói
Thà đừng lên tiếng, chứ lên tiếng bênh vực cả những cái sai, những cái hành vi vi phạm pháp luật chưa đúng chuẩn mực đạo lý như vậy thì không nên chút nào. Không ít khán giả đã bất bình trước những lời lẽ của nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Kim Oanh nên đã bình luận: nghệ sĩ bây giờ chắc gặp nhiều fan cuồng nên giờ bị ngáo quyền lực nhỉ. Nói chuyện thượng đẳng, xem người thường khác vậy, xem thường người khác như vậy ư? Tự cho rằng mình là hổ báo, còn khán giả cộng đồng là chó mèo ư? Các nghệ sĩ nên bớt ảo tưởng đi. Hay như cảm thấy cầm nín, hết nói nổi với suy nghĩ của chị diễn viên này. Nghệ sĩ nước ngoài thấy scandal của người khác là tránh ra, còn nghệ sĩ nước mình cứ thấy họa là lăn theo, bay vô bênh, mà toàn bênh ba cái gì đâu không. Thấy sự nghiệp việc sai trái cũng bênh vực, chả hiểu họ nghĩ sao ấy. Rồi biết đâu ra cái trò, không thích thì unfollow, khác gì nói, thẳng ra là chả cần khán giả nữa. Có thể thấy, hiện có cả một làn sóng trên mạng đang chỉ trích dữ dội cách nói và hành xử của nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Kim Oanh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.